Đây nè cả nhà, bây giờ là 10 ủa giờ là mấy giờ ta? Chắc 7 giờ mấy, 7 giờ mấy tối đó. Mà còn trời còn nắng là bắt đầu mùa mùa xuân này, bây giờ là mùa xuân rồi. Mai mốt là trời sẽ lâu tối lắm luôn á. À, cây nó ra lá hết rồi nè cả nhà, cái lá nó lá non á, cái màu nó đẹp á. Cây này giờ cũng ra lá luôn nè. À, đi đi có mấy ngày về là cái cây này nó ra lá om sòm hết trơn luôn. Đây là cả nhà, bây giờ gia đình Trang sẽ ăn đồ nướng. Con qua đây ngồi nè, qua đây ngồi nè. Đây là cả nhà ăn đồ nướng nữa. Giờ này ra ngoài đây ăn đồ nướng là ba cháy luôn. Là cả nhà đây là măng tây nè, Trang nướng măng tây với nấm nè. Nhà con mình Trang ăn nè, măng tây với nấm nè. Cái ngon nhất mà không ai ăn hết. Bây giờ là nhập tiệc nha cả nhà, mời cả nhà ăn với lại gia đình Trang nha. Chưa có, mẹ chưa có lấy. Thôi con phải cầm em, il reste de la coriandre et de la t'as pas tout mis là j'espère. Il y a encore beaucoup. Con ăn salad thôi mẹ lấy con. Pourquoi? Tu veux savoir que je vais t'aimer, moi j'ai envie. Ah oui, non, t'inquiète pas. Moi j'ai mis, j'ai acheté deux bouquets. Parce que là t'en as mis beaucoup là, frère. Mời cả nhà ăn với lại gia đình của Trang nha. Trời nó hơi mát mát mà ăn cái này nó ở ngoài trời vậy nè. Con mời cô chú. Đây là cả nhà rồi, chấm với cái nước tương này ngon. Thôi đừng có bẻ cái mẻ. Ăn mọi người. Ngon quá. Ăn món này là Trang ngồi Trang ăn hoài luôn. Sao anh có cách chứ phải sao? Không, chỉ là xét. Moi le piment, je l'ai pas senti. Hein. Ah non, c'est la sauce. Ah oui, c'est ta sauce, ouais. Parce que moi le piment, j'en ai mis qu'un, j'ai pas senti. Du coup, je peux en mettre deux. Là, đi xuống nhà má chồng của Trang á. Trang thèm món Việt Nam dễ sợ. Xuống nhà má chồng thì món Tây thì Trang cũng thích, nhưng mà má chồng nấu ăn cũng có giới hạn. Mais oui, mais t'as pas mis ta veste, t'as qu'à mettre ta veste, bien entendu. Trang thèm món Việt Nam. Oui, oui, oui. Giờ là Trang làm món này liền luôn. J'ai voulu aller la chercher, t'as pas voulu, tu te débrouilles. Je pourrais qu'à demander à maman. Oh, où ça? Oh, mais c'est pas bon, hein? Ça va? Il arrête, toi. Là, j'ai ngon quá cả nhà ơi. Tu veux aller la veste d'Eden ou pas? Je l'ai donné tout à l'heure. Ah bon? Non, de Swen que t'as donné, pas d'Eden. Non, il l'avait tout à l'heure. Moi, il m'a dit qu'il l'a pas trouvé. Eden, hồi nãy mẹ thấy con cầm cái áo vest rõ ràng luôn mà. Cái này là cái gì đó? Măng tây là ngon lắm đó nha. Nó giòn mà nó ngọt. Trời mát mát. Trời này mười mấy, mười mấy 20 độ. Mấy cúng này ngon quá. Làm gà xuống nhà má chồng. Ça pas manger vietnamien, petit chicken toujours. Non, peut-être le fait de mettre noix de cajou, je sais pas. Moi, je mets toujours pareil. D'habitude, moi, je mets pas de noix de cajou. La sauce, elle est plus. Mà cái này còn nóng lắm nha, khoan ăn cái này ăn mới được, nó xô, nóng, bỏ xuống. Mới vừa đưa vô làm gì. Mẹ cuốn cho con ăn nha. Là par contre c'est pas pratique de mettre tout au même endroit là. Pour prendre la salade là, je fais tout tomber. Ouais.
une salade. Montre. Carrément. Après, j'ai pas de place. Maman. Maman. Ngon quá cả nhà ơi. Lời ăn món này là đúng tủ luôn á. Nãy ngay Trang đi xuống nhà má chồng Trang, Trang xuống cỡ 1 kg quá. Ăn không được. Chè ơi, gọi nó ăn vô nó dạy. Món ui, cái đó ngon lắm đó. Ăn đi. Cả nhà cái nấm này nè, nướng lên nó thơm. Được rồi, tắt lửa mới được. Ok, đi cửa đi cửa. Cả nhà cái nấm ha. Tại ngồi ngoài này, đi ra ngoài này không biết sao quay. Chấm vào trong sốt này, cực kỳ ngon. Chị kè tôm về đi gút rồi. Ngon quá. Nó sợ là xua. Đây là cả nhà, bây giờ Trang sẽ cuốn một cuốn. Trang ăn mấy cái gân với lại mấy cái mỡ. Trang thích ăn mấy cái gân với cái mỡ. Bỏ vào đây một miếng nấm à. Bỏ nấm vào đây nó ngon, cả nhà ơi, nó ngọt á. Một miếng ớt. Một tí ngò. Một tí rau bạc hà. Tu fais pour Eden. Hein? Moi, il dit qu'il se débrouille, alors il se débrouille. Mais j'ai déjà mis. Mis salade vào. Ủa, nó lại. Xã Trang nói hôm nay sao mà ăn cái này nó ngon quá. Ủa, quên bỏ cà rốt vào rồi. Dépêche-toi, Eden, ça va sécher. Faut que tu dépêches, sinon ça va sécher. Xã Trang nói hôm nay ăn cái cuốn này ngon quá. Thường thường ông ăn, ông nói ăn cũng được. Mais non, mais faut pas rouler avec ça. Faut mettre de la viande, faut mettre tout le reste. Bỏ vào đây một tí tương ớt. Gì con? À, ta đi về sớm. Trong cái cuốn này của Trang cả nhà biết Trang quên gì không? Trang quên để bún vào. Đây là cái tương ớt nè, tương ớt ở bên Pháp, cái hiệu của Tây. Rồi bây giờ mời cả nhà thêm lần nữa nha. Ngon quá cả nhà ơi. Đây nè cả nhà ơi, chấm vào đây. Ngon. Cái sốt này vừa chấm vào là đã ngon. Không sao đâu con, ăn không được. Phải ăn thôi, nếu mẹ tắm cho con với lại hả? Ngon tuyệt vời luôn cả nhà, ngon quá. Đây là Trang à. Một tháng ăn món này chắc cũng có 3-4 lần. Mùa này bắt đầu trời đẹp rồi nên là nhiều người ta bắt đầu tổ chức mấy cái party. Quand de brancher la machine à raclette. Mẹ. Oui. C'est maman. Ah. C'est fini. C'est quoi ça? Mais t'as dit à ça. Ăn nữa hả? Non. Nó nghỉ hả? Mẹ cuốn con cuốn nữa. Mẹ ăn có 2 cuốn nghỉ hả? Non, ta sẽ bư. Ta sẽ bư. Dì muốn đi xuống hả? Bye bye cô chú đi. Ơ, bye bye cô chú. Mày gió hả? Bên kia kìa, cô chú bên trường. Cái bay mà dở vô bụng. Ba ba. Cái măng tây này nó ngon mà nó ngọt luôn. Ai ra đi. Ai ra đi. Một bó này 4 đồng, 4 đồng mấy 5 đồng. 250 gram quá. Ủa hay nửa ký cho bốn bít. Chắc nửa ký quá. Cái gì mà nó ta ca. Ngon. Maman, c'est des petits dobes. Il faut se mettre les gants, je crois, maman. Bien, non, mais...
Trời này lạnh mất mát thôi, làm gì có mang bao tay vậy? Ê, đèn quăng nữa không? Ê, đèn quăng nữa không con? Rồi. Dạ. Dạ. Elle est vite ta tortelle ou tu veux la... Non encore. Vas-y. Tu veux? Je peux finir, non. Là oui, regarde. Papi, t'inquiète. Trời mát lạnh, ăn đồ nướng. Tuyệt vời. Papa, mẹ ăn đi con. Toi, il a mangé combien de rouleaux? Hein? Tụi bé đang có hai à? Deux? Donc je vais finir ta tourtelle. Donc c'est nous égalité. Là, là, papa et maman et père. Là, là, papa et père. Là, tout le monde s'en yoke. Papa, maman et des longs bangs au long. Là, 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 papa et maman et des... Ngồi ở đây ăn à. Nghe chim hót. Ơ này trời còn nắng nè, bên khúc của Trang hết nắng rồi. Bia. Non, c'est la bière. C'est pas pour les gros, c'est pas pour les petits. Là Trang bệnh không? C'est mày bệnh viêm amidan không? Mới đỡ đỡ không? C'est n'importe quoi. Trang bị viêm mà từ nhỏ hả nhỉ? Carotte. Từ nhỏ Trang bị nặng không? J'ai pas envie que ça sèche. Mỗi lần mà gần Tết mà trời lạnh lạnh đó nghe là Trang bị piment. Viêm amidan đau họng ho ha. Ho có đàm. C'est piment. Rồi bị da sốt. Sốt nữa. Mais pour moi il pique pas mais peut-être que pour toi ça pique. Sốt này gọi là sốt thần thánh luôn. Ăn gỏi cuốn rất là ngon. Mm. Lá hả? Ah oui, c'est une prime lâche, lâche. C'est sale. Une prime, c'est pas propre. Bah oui. Ngon tuyệt vời, đúng không? Này nào. Est-ce que tu veux notre cajou, Adam? Một ký, est-ce que tu veux un grillé? 9-10 đồng, cả nhà. Un grillé? Ăn cái này, mắc quá. Nửa ký là 40 mấy đồng mà tính ra tiền Việt Nam 100 ngoài ngàn nửa ký. Coriandre? Oui. Phải nói nửa ký có 400 mấy. Non, pas coriandre. Menthe? Bạn không ngon. Non? Salade? Non. Sérieux? Tu veux quoi? Non, alors? Y a rien dans ton truc? Non, ngọt, mới giòn. Peut-être salade. Bah oui. Quoi, ăn miếng thịt đi, Đình. Non, pas viande. Et c'est fini. Tu roules ou je roule? Chỉ cần cái này chấm với sốt thôi. Tu sais rouler? Ngon tuyệt vời luôn. Tu sais rouler? Non. Ah oui, si, c'est bien. Elle est en cours, elle court, là. C'est pas sa sœur, Edem. Hein? Tu sais rouler, mais c'est. Đây nè, cả nhà ăn xong rồi, ăn dâu. Mùa này là mùa dâu, ăn cho đã luôn, cả nhà ơi. Nè nè, nguyên một quấy vậy nè. Ngon lắm, ngọt, chỉ trời luôn. Ngon. Còn đây là trái Việt Quốc nè, cả nhà. Trái gì cũng cái màu đen mà nó ngọt lắm. Trái này 1 ký 9 đồng. Dâu hơn ký 7-8 đồng vậy. Mẹ con. Ngon quá cả nhà ơi. Sá. Ăn đi con ăn đi. Mẹ bay con chú à. Ba ba của tôi mẹ mấy xà.